rồi. Thì thường thường là những công ty á, người ta ra là 4 giờ rưỡi thì người ta sẽ lấy xe đầu này kia, soạn xanh đầu kia, chắc khoảng ra khỏi công ty khoảng là 4 giờ 40. Nhưng mà hiện tại mà ở trong những cái công ty mà ra tới đây là khoảng 15 đến 20 phút. Nhưng mà hiện tại là xe mình cảm thấy là nó rất là đông rồi các bạn, thì khoảng 5 giờ bắt đầu sẽ là rất là đông, là sẽ kẹt xe luôn. Và bây giờ chắc có lẽ là người ta đi đón con đi học về rồi, có một vài công ty người ta sẽ về là 4 giờ đó, cho nên cái tầm thời gian này bắt đầu là xe bắt đầu lưu thông nó là sẽ đông hơn đó. Và chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái lưu lượng cái xe ở trên đường ha. Tới nhà bắt đầu tắm rửa rồi bắt đầu lấy xúc cua ra ăn đó, cua nè, cái mùi rất thơm luôn các bạn. Thì cái chỗ này người ta bán rất là rẻ luôn mà ha, cua rất là nhiều nó, cho nên là rất là đắt ha. Với lại hình như là bữa mình ăn có loại mà đặc biệt á, hình như là cái trứng á, thêm cái trứng vô á, người ta đập cái trứng vô thôi, đập vô xong rồi khuấy khuấy rồi thì cái trứng nó sẽ chưa có chín lắm. Nhưng nhiều người người ta thích ăn như vậy rất là ngon. Nhưng mà đối với mình á thì ăn như vậy nó hơi tanh á, khó ăn hơn, cho nên mình sẽ không có lấy thêm cái trứng. Như lấy thêm cái trứng thì mình sẽ thêm là 5.000 hay sao á, là khoảng 35.000, 36.000 gì đó cỡ đó. Nhưng mà mình ăn một lần rồi mình bỏ cái trứng ăn không được, tại vì sức cua nó chưa chín á. Ủa, cái trứng gà nó chưa chín á. Ok, và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ở đằng trước cái đường nha. Mới thấy xe công an này. Đó, xe công an, tại bây giờ là sắp giờ cao điểm á. Rồi xe công an người ta tới đây để người ta điều tiết giao thông á. Ok.